Dự án metro Nhổn ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5 km, tuyến đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy dài 8,5 km và đoạn đi ngầm Cầu Giấy ga Hà Nội dài 4 km. Dự án đang triển khai thi công 9 gói thầu về xây lắp thiết bị và gói thầu tư vấn chung thực hiện dự án. Dự án này được hỗ trợ bởi nguồn vốn vay ODA của chính phủ Pháp, cơ quan phát triển Pháp AFD, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu EIB và vốn đối ứng trong nước. Hiện nay dự án đã đạt tiến độ tổng thể 74,36%, trong đó riêng đoạn trên cao đạt 94,7%. Căn cứ tuyên bố chung Việt Pháp tại chuyến thăm nước Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 11 năm 2021, đoạn tuyến trên cao của dự án cần được hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại vào tháng 12 năm nay. Mới đây, thành phố Hà Nội đã đề xuất với chính phủ được áp dụng điều khoản nước ngoài tại metro Nhổn ga Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội cũng đang phối hợp với các bộ ngành liên quan để tăng cường chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành report, đáp ứng tiến độ vận hành đoạn trên cao.